mỗi một giọt máu là một viên ruby, rơi một giọt lệ là một viên kim cương. Trong mắt người khác, cậu là cây hái ra tiền, nên đã bị nhốt lại, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là Michael, thuộc gia tộc mùa hè, đứa bé duy nhất thừa kế dị năng, sau này sẽ là chủ nhân gia tộc. Khi thấy Herlight, Michael không cầu cứu, mà xin được giải thoát, lấy mạng ta đi mà, làm ơn. Herlight nhìn thấy bản thân của ngày xưa, cô đồng ý, Michael khóc lóc giàn giụa, cuối cùng cũng được chết, nước mắt biến thành kim cương. Herlight nhặt nó lên, Michael liên tục cảm ơn, đừng cảm ơn vội, nếu an toàn rồi mà còn muốn chết thì ta mới lấy mạng ngươi. Nói xong cô nhét kim cương vào miệng, phá dây xích của cậu bé, ta là Herlight, hãy nhớ lấy cái tên này. Đang định ôm Michael rời đi, thì xuất hiện một vị khách không mời, nam chính xuất hiện khí thế áp đảo, anh đến cướp Michael, cảm nhận được mùi hoa hồng, anh biết đây là người của gia tộc mùa xuân, nếu mục đích đều như nhau, thì anh hy vọng cô giao Michael cho mình. Herlight lạnh mắt nhìn, sao ta phải tin ngươi, ta là Axion Beckett, gia chủ gia tộc Beckett, cái tên này đã đủ trọng lượng chưa? Cô không nói gì, cảnh này giống y hệt đời trước, lần trước cô đã chấp thuận, nhưng lần này, thì không, chia tay ra dùng dị năng, xin lỗi, lần sau gặp nhé. Sau đó ôm Michael rời đi, cùng lúc đó, vũ hội đã được một nửa, cha của Herlight đang tức điên, con rể tương lai than không vào gặp cha vợ được, ông ta nói do Gabriele quá tùy hứng, còn không biết xấu hổ, mà nói chuyện Herlight thức tỉnh dị năng, biến thành con trai thức tỉnh, Chris đâu ngu, dù thế nào thì cũng muốn đổi vợ, cha xấu hổ chưa từng có, hôn ước của gia tộc nói sửa là sửa được chắc, gọi dây leo ra định ra tay, nhưng một câu của Chris làm ông ta dừng tay, ta đã tận mắt thấy người nào dùng Blossom rồi, tại sao người làm cha vẫn giả mù nhỉ, thấy cha vợ tương lai vẫn cố chấp, hắn cạn lời, sẽ mong chờ lễ công bố, người thức tỉnh của gia tộc họ. Khi đó hắn sẽ chúc mừng đầu tiên, nhưng người cha chấp niệm quá sâu, chỉ muốn tìm cách cướp năng lực của con gái, truyền cho con trai, nhưng ông ta đã bị vả mặt thật nhanh. Khi tất cả đang nói chuyện hoan hỉ, cánh hoa hồng bay đầy trời, cùng với một mùi gió mãnh liệt, yến hội hỗn loạn, một cô gái phun hồng, ôm một cậu bé xuất hiện, tất cả nghị luận ầm ầm, lại mặc váy ngủ tới đây, chỉ có Chris nhận ra cô gái mặc váy xanh vô cùng nghi hoặc, cho đến khi thấy Ruby rơi xuống chân, thì mới nhận ra cậu bé kia, là báu vật đã thất lạc của gia tộc, cô ta đang là người thừa kế duy nhất của gia tộc, Violeta, Herlight gọi tên cô gái, đây là quà sinh nhật ta tặng cô, lần này, xin hãy bảo vệ tốt cho cậu bé. Sau khi giao Michael cho Violeta, cô hóa thành hoa hồng rồi biến mất, tất cả đều đang kinh ngạc, sau đó một người xuất hiện với dòng khí đen, tiếc là muộn một bước, cô gái mình muốn gặp đã đi, nhưng đã nhìn thấy, gia chủ Inodden, thật sự xin lỗi, xem ra trong lúc ta không ở đây, ngài đã có người thừa kế rồi, cả thế giới giờ đã biết, người thừa kế của Inodden, không phải Ricardo, lúc này cha càng thêm ám ảnh, trong lòng là con gái không được yêu thương, nhưng cứ phải tạo ra cục diện khó coi, bị con gái chọc tức trong yến hội, kế hoạch muốn đưa con trai thừa kế, coi như bỏ. Vậy mà Herlight còn tâm trạng ăn tối, ông ta đập bàn, yêu cầu một lời giải thích, Herlight cạn lời nhìn số rượu bị lãng phí, đến chó còn không làm phiền chủ lúc ăn cơm, phiền vãi, cô chỉ đến tặng quà sinh nhật thôi mà, có sao không, cha cô sầm mặt, vô số dây leo mọc ra, ông ta phải dạy dỗ đứa con gái tự đại này, Herlight không sợ hãi, dây leo dưới chân cũng phản kích, làm như mình ông có dị năng, khi cả hai cùng giải phóng hoa hồng, cha cảm thấy lực bất tòng tâm, sức mạnh của mình hình như đã bị hút vào, hoa hồng của ông ta đang khô héo. Cô mỉm cười, cũng may cô đã ăn viên kim cương đi, nước mắt của Calicia, nếu đeo lên người, sẽ gia tăng dị năng, nhưng không ai biết tác dụng thật của nó, chính là ăn vào, dị năng gia tăng cực độ, còn hấp thụ được sức mạnh của người khác, ngoài gia tộc Calicia ra thì không ai biết điều này, cha ngồi sụp xuống bất lực, không dám tin những chuyện vừa rồi, chỉ cần năng lực đủ mạnh, không cần ông ta chỉ định, dấu ấn của gia tộc sẽ cũng sẽ xuất hiện trên người Herlight, cô nhìn ông ta với tư cách thắng lợi, xem ra ngài cũng có lúc giúp được ta hả, mặc dù gia tộc này nhiều rác rưởi, nhưng vị trí gia chủ cũng rất có ích, từ nay cô chính là gia chủ, cô sẽ cống hiến đến chết, cha tức điên lên, nhưng ông ta không có tư cách phản kháng, Ricardo còn chưa hiểu tình hình, ấu chỉ yêu cầu em gái xin lỗi cha, nếu không sẽ không tha cho cô, Herlight nghiêng đầu, vậy ngươi định làm gì ta nào, Ricardo không biết phải nói sao, cuối cùng hổ thẹn cúi đầu, từ nay trở đi, nhà này do ta quản, không phục thì đi chỗ khác, Herlight biết thừa Ricardo không dám, nhìn cục diện này, Gabriele hoảng loạn, sau này cô ta phải sống sao đây, thật ra kết quả thế này còn là nhẹ, 7 kiếp trước, Herlight đã bị gia tộc này hại chết, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, chưa bao giờ hối hận như bây giờ, tại sao sau nhiều lần như vậy, mà cô vẫn buồn vì đám người đó chứ, lấy lại tinh thần, cô phải hoàn thành những chuyện, kiếp trước chưa làm được, trước đó cô phải mua mấy bộ đồ đã, nữ hầu rất tán đồng, cô ta sẽ đi chuẩn bị, nhưng lúc này có kẻ lại đến, trà xanh vui vẻ đến chỗ Herlight, lại bắt đầu nịnh nọt, nào là khoác áo, sợ chị gái bị cả, nữ hầu há hốc mồm, rốt cuộc cô ta thấy gì thế này, còn chưa xong, Gabriele sáng mắt lên làm nũng, muốn uống trà tâm sự với chị, ai ngờ Herlight trả lời rất sảng khoái, muốn làm gì thì làm, trà xanh lập tức ra oai, cô ta muốn uống loại trà giống của Herlight, nữ hầu không quan tâm, hỏi lịch trình ra ngoài của Herlight, có cần phải hoãn lại không, không cần, cô đứng dậy, giờ ta sẽ đi, Gabriele bị hoa hồng,
thổi cho không mở nổi mắt. Khi mở mắt ra thì Hơ Lai đã biến mất. Cả hai đơ ra, tiểu thư lại mặc đồ ngủ ra ngoài rồi. Hơ Lai thức tỉnh dị năng, đã thành tiêu điểm bàn luận, cũng khiến nam chính hứng thú. Gần đây anh hay mơ thấy một cô gái, cô điên cuồng cười và giết người. Khi gặp Hơ Lai, anh mới biết cô gái đó là ai, bèn rủ bạn thân đến nhà Hơ Lai. Violeta cảnh cáo anh, hãy tránh xa cô gái đó ra, nếu dính đến cô ta anh sẽ phải hối hận, vì bản thân thấy trên người cô ta có thứ gì đó. Nhưng Axion không sợ, còn thấy hứng thú. Sau đó anh đã có cái cớ đến nhà Hơ Lai. Michael hôn mê nửa tháng đã tỉnh dậy, bị kẻ xấu đối xử tàn nhẫn. Cậu không tin ai hết. Gia tộc Calicia có đôi mắt phân biệt được thật giả, nhưng không thể nhìn thấu người có con mắt giống mình, cho nên cậu rất sợ. Cậu không biết Violeta nói thật hay giả, khóc lóc đòi gặp Hơ Lai. Cậu đã gặp chị gái đó, là người thật lòng nhất. Violeta lo lắng, thư bái phỏng lần trước còn không có hồi âm. Anh họ đã thấy rõ nỗi khổ này, mặc kệ cô ta ngăn cản, vẫn muốn đưa Michael đi gặp Hơ Lai. Violeta không cho phép, cô ta thà tin con chó của trưởng lão, còn hơn là tin người ngoài. Axion lại đang ở đây, thấy hai anh em khó chịu với nhau, lại nhìn Michael đang run rẩy, không cần hỏi cũng biết có chuyện gì. Nghe bạn thân nói muốn đưa Michael đi tìm Hơ Lai, Axion thấy rất không tệ, bèn quay ra với Michael, dùng cách nói chuyện giữa hai người đàn ông. Ta thề với danh nghĩa Bex, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ cậu, anh không phải người nhà Calicia. Michael nhìn ra, anh trai này nói thật, nên không chút do dự tin tưởng. Đúng là khó tin, đi thôi, xuất phát nào. Hơ Lai lúc này đang gặp một chuyện khó xử, vì định vị sai nên cô tới nhầm phòng thay đồ. Mấy tiểu thư quý tộc bị dọa sợ, cả căn phòng bị cô thổi bay, lộn xộn khắp nơi. Nhưng chị đây không thiếu tiền, tất cả các mẫu trong tiệm may theo số đo của cô, mỗi loại một bộ, tổn thất gì cô cũng trả hết. Đến tìm gia tộc Inodden là được, ông chủ vui muốn chết. Hơ Lai không nói nhiều lời, đến cung điện. Đây là nơi đức vua các đời xây dựng, là chỗ hội họp của bốn đại gia tộc và quý tộc. Trong cung có 99 cánh cửa, mỗi cửa là một không gian khác. Ví dụ như cánh cửa số 44 là nhà ngục giam giữ Hơ Lai. Lần này cô đến nơi đặc biệt nhất ở đây, cánh cửa số 99, khu rừng bốn mùa, chỉ có hai trong bốn gia chủ cùng mở một lúc mới được. Hơ Lai lấy ra một viên ruby, cô cứu Michael là để mở cánh cửa này ra. Nhưng chỉ riêng ruby thì không đủ, theo kế hoạch thì cần mời người của Calicia cùng đến, nhưng cô vẫn muốn thử trước. Chris đột nhiên xuất hiện, hôm nay là ngày họp của bọn họ, thấy Hơ Lai lại mặc đồ ngủ chạy loạn, bèn cởi áo khoác ra, choàng cho cô, em bị ốm ta sẽ đau lòng đó. Chris và Gabriele không hổ là một đôi, cách nói chuyện y hệt nhau, gặp mãi mấy người hay diễn làm cô thấy ngán. Hơ Lai bỏ áo ra, xin lỗi, ta không về nhà với ngươi đâu. Cái miệng lừa đảo của Chris, ta thích em, về nhà với ta đi, trái tim ta chỉ có mình em, những thứ dễ dàng có được thì sẽ không trân trọng. Chris nắm được điểm yếu của Hơ Lai, đưa cô về nhà, cho cô sự quan tâm và ấm áp. Hơ Lai bị mê hoặc, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, dù bị nói là ngốc cũng không sao, được yêu là đủ. Cô đặt toàn bộ tâm tư lên Chris, cuối cùng nhận lại sự lạnh nhạt và lừa gạt. Chris sủng ái chiều chuộng cô, chỉ vì mượn cái bụng của cô, sinh ra một đứa con mạnh mẽ, tức là nếu có con, cô sẽ hết quan trọng, thậm chí còn bị đăng xuất. Hơ Lai nghe được sự thật thì rất sợ, Chris lại coi như không có gì, nhẹ nhàng hỏi cô, nghe thấy rồi à? Đúng vậy, hắn cố tình mở cửa cho Hơ Lai nghe thấy, nghe được thì sao nào? Cô vẫn phải ngu ngốc, mà yêu hắn thôi, có những lúc càng yêu càng bi lụy, càng tổn thương nhiều hơn, nhưng lần này, ta ghét ngươi. Hơ Lai không bao giờ thèm liên quan đến hắn nữa. Chris không hiểu, trước đó không lâu cô còn say mê nhìn hắn, có lẽ vì ta tỉnh giác rồi. Nói xong Hơ Lai kích hoạt dị năng, hóa thành cánh hoa biến mất. Có những thứ không có được thì càng ham muốn, bị từ chối hai lần. Chris không giận, mà còn hơi thinh thích Hơ Lai. Hơ Lai vừa về nhà, đã có một đám khách đang chờ, là Violeta và Axion, cùng với anh họ là vị hôn phu của Violeta. Michael kích động khi gặp cô, nhào vào lòng cô, ôm chặt cô. Violeta rất xin lỗi, nếu được thì cô ta muốn chào hỏi. Yeah.